Người Nga bất ngờ nói điều này sau khi xem video về Việt Nam, tôi yêu Việt Nam bằng cả trái tim. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, trong nhiều năm chờ đợi đây, có thể nói, ngoài những người anh em xã hội chủ nghĩa như Lào hay Cuba, thì Việt Nam vẫn còn một người anh em xa mà như ruột thịt, đó là Nga. Quốc gia luôn ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam xây dựng đất nước một cách vô điều kiện. Chính phủ Nga luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ Việt Nam từ cơ sở vật chất, công nghệ đến khí tài quân sự. Đó là chính phủ, còn người dân Nga thì sao? Liệu họ có tôn trọng và yêu quý người Việt Nam không? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người Việt Nam luôn đặt ra và đi tìm câu trả lời. Một kênh truyền thông lớn của Nga đã đăng tải một video chứa đựng rất nhiều điều về Việt Nam và phần bình luận của khán giả Nga chính là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi ở trên. Vậy các bạn có tò mò kênh truyền thông này đã nói gì và người Nga nói gì về chúng ta không? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn thân mến, kênh truyền thông mà chúng tôi nhắc đến ở trên có tên dịch ra tiếng Việt là Sự Nổi Loạn. Và video họ đăng tải về Việt Nam có tiêu đề Toàn bộ sự thật về Việt Nam, những điều du khách ở đất nước châu Á này sẽ không bao giờ được kể. Video là một phóng sự toàn cảnh nói về Việt Nam dưới góc nhìn của người Nga. Vậy video này có gì? Mình xin dịch thuật và tóm tắt lại nội dung chính của video. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Xin chào mọi người, người ta thường nói câu này, ở Việt Nam có gì hay? Làm thế nào nó trở nên phổ biến trong những năm gần đây và được gọi là thiên đường cho người Nga? Hãy cùng đến đó và tìm hiểu. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á trên bán đảo Đông Dương. Hàng trăm năm Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc, sau đó bị Pháp chiếm đóng. Việt Nam chỉ tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 sau khi Nhật Bản đầu hàng, kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Á. Sau đó là nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu hơn, trong đó Việt Nam là nơi sử dụng vũ khí hóa học lớn nhất thế giới. Hậu quả của vụ tấn công hóa học vẫn ám ảnh người Việt Nam cho đến ngày nay với việc sinh ra những đứa trẻ với nhiều khuyết tật khác nhau. Các quốc gia từng giải hơn 70 triệu lít chất độc màu da cam trên khắp Việt Nam, tiếc rằng không có đủ bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng vũ khí hóa học với dị tật ở trẻ em sinh ra và các cường quốc ác độc đã từ chối thanh toán cho những người Việt Nam bị ảnh hưởng trong nhiều thập kỷ. Chiến tranh đã dìm Việt Nam xuống, nhưng họ đã vươn lên trong những năm gần đây. Hãy xem nền kinh tế Việt Nam đã tốt như thế nào. Việt Nam đứng thứ hai thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê, chỉ đứng sau Brazil. Việt Nam là top 1 thế giới về xuất khẩu gạo. Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất thanh long. Chưa hết, Việt Nam là nước xuất khẩu hàng đầu hạt tiêu và hạt tiêu đen cực lớn của thế giới. Hiện nay du lịch Việt Nam đang là nam châm thu hút cả thế giới đến chơi và tận hưởng. Nếu bạn này có phát triển đến mức chúng ta có thể tự hào thay, bạn nghĩ gì về Việt Nam? Xuyên suốt video, tác giả đã kể lại hành trình Việt Nam đi từ đói nghèo, cấm vận cho đến sự văn minh và hiện đại khó tin như hiện nay. Chứng kiến Việt Nam bây giờ phát triển hơn xưa nhiều quá, rất nhiều người dân Nga đã liên tục gửi những bình luận chúc mừng cho chúng ta. Vậy người Nga đã nói những gì? Chúng ta hãy cùng nhau lượn một vòng để xem họ đã nói gì về Việt Nam nhé. Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm ngoái, thật tuyệt vời. Tôi yêu Việt Nam bằng cả trái tim. Đối với những khuôn mặt tươi cười giản dị, tập thể dục với người dân địa phương trên bãi biển, rừng rậm và biển. Nói chung, đây là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất của tôi. Mặc dù tôi đã đến rất nhiều nơi, nhưng Việt Nam là nơi họ luôn tôn trọng tôi một cách chân thành, đất nước và con người tuyệt vời. Tôi cười sảng khoái, tôi sống ở Việt Nam, tôi thực sự thích nó. Bạn sẽ không thấy thẻ giá ở bất cứ đâu trên thị trường. Vâng, đối với người nước ngoài có một mức giá, đối với người Nga chúng tôi một mức giá khác. Tôi thích việc họ đứng lên vì nhau và nếu có bất cứ điều gì họ có thể cùng đứng lên vì lợi ích của đất nước. Họ rất thân thiện, họ có thể ăn trưa, họ ăn tối với hàng xóm mà chẳng cần dịp lễ gì cả, thật tuyệt vời. Tôi thấy tiếc cho Việt Nam quá, người dân Việt Nam là những người tuyệt vời nhưng họ đã giáng cho Hoa Kỳ một cái tát để khiến nhiều thế hệ nhớ đến. Xin Chúa phù hộ cho Việt Nam, tôi thực sự yêu đất nước này. Việt Nam được các nước châu Á yêu quý nhất, đã ở đó 5 lần, tôi lái xe lên xuống. Tôi đã đến thăm các bộ lạc miền núi và những nơi mà khách du lịch chưa từng thấy. Đất nước tuyệt vời, người dân tốt bụng, hiếu khách, hữu ích và đặc biệt họ rất coi trọng sự giúp đỡ từ chúng ta. Ở Việt Nam tôi rất ấn tượng trước lòng tốt và sự giản dị của người dân, thái độ rất tốt đối với người Nga, như thể tôi đã quay về quá khứ, về Liên Xô vào thời điểm đẹp nhất. Các em học sinh thân thiện, cười chân thành và không bác ý, gia đình vững mạnh, cả bố lẫn mẹ đều rất yêu thương con cái, rất quan tâm đến con cái.
đã có một thời gian tuyệt vời ở đất nước này, tôi thực sự yêu họ. Chúng tôi đã không rời khỏi Việt Nam sau năm 75. Yeltsin đã rời bỏ chúng tôi. Người Việt Nam là những đồng chí rất trung thành, những con người rất dũng cảm. Họ cũng tôn trọng người Nga như cách họ tôn trọng bản hữu của mình vậy. Rõ ràng tất cả thông tin được thu thập từ các blogger khác nhau quay phim về Việt Nam. Tôi đã đến Việt Nam rất nhiều, đó là một đất nước tuyệt vời và đồ ăn rất ngon. Tất nhiên, cũng có những ưu và nhược điểm giống như bất kỳ đất nước nào khác. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận, đó là họ tôn trọng người Nga hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Điều này thật tuyệt vời. Việt Nam là nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng đến, một đất nước vô cùng xinh đẹp và tự do. Người dân ở đó vui vẻ, họ chơi thể thao, buôn bán tự do trên đường phố. Ở đó không có tội phạm, họ hút cỏ ngay trên đường và mọi người đều mỉm cười. Đây là thành trì của hạnh phúc và tự do trên thế giới này. Nếu bạn không tin tôi thì hãy đến đó, vé có giá từng xu. Chúng tôi đến Việt Nam và hoàn toàn tình cờ đến dự lễ kỷ niệm 1.000 năm Hà Nội. Tôi rất ngạc nhiên trước những màn trình diễn đầy màu sắc và cách trang trí về đêm của thành phố. Đừng quên ghé thăm Vịnh Hạ Long. Những địa điểm đẹp như tranh vẽ và chuyến đi khó quên trên con đường mòn đến một hang động rộng lớn xinh đẹp. Cách đây 2 tháng tôi ở Việt Nam, sống được 4 tháng. Lúc đầu tôi nghĩ, Chúa ơi, cái thứ rác rưởi gì thế này. Nhưng lâu dần tôi quen và yêu nó. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh và cùng bạn đến thăm các thị trấn hay làng nhỏ như Biên Hòa, Mũi Né, Nha Trang. Tôi có thể nói gì ở đây, ở đất nước này, mặc dù có chủ nghĩa cộng sản nhưng tôi cảm thấy tự do hơn bất kỳ đâu. Đây là một điều rất đáng nhớ. Trước đó, tôi đã ở Trung Quốc 3 tháng và có thể nói rằng người Việt Nam thân thiện và tốt bụng hơn nhiều so với cá voi từ Trung Quốc. Chúng tôi đã ở Nha Trang vào năm 2018 và Pattaya năm đó. Đồ ăn ở Thái Lan đa dạng hơn. Nhưng bạn không bao giờ biết liệu mình có cảm thấy khó chịu sau 20 phút hay không. Nó không giống như Việt Nam, nơi chúng tôi không bao giờ cảm thấy tệ, bất kể chúng tôi ăn ở đâu. Có nhiều chuyến du ngoạn hơn ở Thái Lan, nhưng ở Việt Nam mọi thứ đều rẻ hơn nhiều. Nghịch lý thay, ở Việt Nam người ta lại thân thiện hơn, tôi đang nói về sự chân thành. Có một vấn đề với giao thông công cộng ở Việt Nam khi họ có quá nhiều xe máy. Tôi đang ở Việt Nam, nhắc tới Putin, người Việt Nam luôn dành sự tôn trọng với ông ấy như cách họ tôn trọng nước Nga vĩ đại. Tôi yêu đất nước này và yêu cả cách họ dành tình cảm cho chúng tôi. Với tất cả những gì đã nói, tôi có thể nói thêm rằng tôi đã quan sát quá trình huấn luyện của quân đội Việt Nam. Chúng tôi lái xe ngang qua một cánh đồng xanh rộng lớn, đột nhiên cánh đồng bắt đầu rung chuyển và chạy nhanh. Một đất nước nhỏ bé như vậy lại có một đội quân hàng triệu người được huấn luyện bài bản. Việt Nam thật không tồi. Mới từ Việt Nam về, nghỉ ngơi ở Mũi Né, tôi rất thích. Mọi người thân thiện, tốt bụng và hay cười. Bạn cười, họ cười với bạn. Và nếu bạn bước đi với một khuôn mặt ngu ngốc, giận dữ, thế thì chúng mình hình thành xung quanh bạn như vậy. Vâng, thật là hãnh diện và vui sướng khi lắng nghe những chia sẻ của các bạn Nga. Không biết các bạn có để ý không, nhưng có một điều mà mình thấy thực sự khâm phục họ, đó là họ không hề kể công khi nhắc tới Việt Nam. Mặc dù Nga là quốc gia đã hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam vô cùng nhiều, cả thời chiến lẫn thời bình, đó là một điều không phải ai cũng làm được. Hiện nay Việt Nam ta đang vươn lên từng ngày một cách thần kỳ. Từ chỗ bị cô lập, đến nay ta đã thiết lập mối quan hệ với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ chỗ đói ăn trước đổi mới và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Và càng tuyệt vời hơn, chúng ta nhận được những lời chia sẻ, động viên từ người bạn Nga và rằng người Việt Nam luôn mang trong mình lời nhắc của các tiền bối, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Một lần nữa, xin được cảm ơn những người bạn Nga thân thiết và cảm ơn các bạn khán giả của Việt Nam Prosperity đã luôn yêu mến và đồng hành cùng với kênh. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.